Gần đây, người ta luôn luôn nói tới Youtube với sự ngán ngẩm bởi những nội dung nhảm nhí, rẻ tiền, câu gì. Dẫu vậy, vẫn có những kênh Youtube được lòng cư dân mạng dù chẳng cần màu mè, làm trò hay nỗ lực show off, khoe khoang. Cô nàng du chúng ta sinh Đức Thạc Trang với kênh Youtube Mihami Sợ là một ví dụ. Thạc Trang đó là kiểu đàn bà sẽ khiến cho bạn say nắng ngay từ cái nhìn thứ nhất bởi hình thức xinh xắn, đáng yêu. Chưa hết, cô gái còn luôn luôn tỏa ra thứ năng lượng tích cực mà ai cũng cảm thấy dễ chịu, thoải mái khi xem những video của Thạc Trang. Cuộc sống của cô gái YouTuber này cũng ngập tràn những điều mê hoặc, anh cô gái tận thưởng mọi thứ với sự vui mừng, sáng sủa làm ai cũng thấy vui lây. Vậy nên, chẳng lạ gì khi Instagram của Thạc Trang có hơn 117.000 người follow trên Instagram, ăn hơn 200.000 người search Vibe trên YouTube. Thạc Trang. Tên thật Nguyễn Thạc Phương Trang. Sinh năm 1998. Dù chúng ta sinh ngành truyền thông ở Đức. Sở hữu kênh YouTube Mihami Sợ. Bạn hãy review một chút về mình nhé. Mình tên là Thạc Trang, hiện đang là du chúng ta sinh ở Đức. Mình là một YouTuber ăn mình xa re về cuộc sống đời thường của mình trên trang nên mang tên là Mihami Sợ. Ba từ miêu tả đúng đắn nhất về bạn là lạc quan, lý trí ăn ham chúng ta gọi. Cơ duyên nào đưa Thạc Trang trở thành một YouTuber? Mình là sinh viên ngành truyền thông nên muốn tạo ra một loại sản phẩm truyền thông nào đấy của riêng mình. Mình nghĩ nếu làm được thì sẽ hữu dụng thế hơn khi đi xin việc ở Đức. Nên mình đã ra quyết định làm vlog về cuộc sống đời thường của mình, anh không ngờ là được mỗi người tiếp nhận nhiều như thế. Thạc Trang là YouTuber đang rất được lòng cư dân mạng. Cái tên Mihami Sợ bắt nguồn từ đâu? Ngoài ra cái trang name này đã nhiều lần làm trang bị hiểu nhầm là tên Mi nhỉ. Mihami Sợ tức là khoảng thời hạn từ 20-29 tuổi, một khoảng tuổi thanh xuân rất tươi đẹp. Mình đặt tên này để bộc lộ ý định rằng đây sẽ là nơi lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ nhất của tuổi trẻ. Những vlog của Mihami Sợ thường được thành lập ngẫu hứng hay được lên kế hoạch sản xuất kỹ càng, chỉnh chu. Mình sẽ lên ý tưởng trước trong đầu về một chủ đề nào đấy nhưng thường không tồn tại kịch bản dạng quá cụ thể gì sẽ làm vlog bị mất tự nhiên. Mình cứ quay thôi rồi tự dựng đến khi nào thấy tán thành nhất, hài lòng nhất thì bốp lên. Bạn có đặt mục tiêu cho chính bản thân mình, như là được đút bạc rồi đút vàng, có bao nhiêu subscribe hay chỉ làm đến đâu hay đến đó? Thật ra điều đó cũng khó đặt mục tiêu gì, việc gì có cao hay là không, subscribe hay là không thì còn cần một chút màu đỏ may mắn. Mục tiêu duy nhất mà mình đề ra là mỗi sản phẩm video mà mình tạo ra sự phải chất lượng, bạn dạng thân mình xem phải yêu thích thì mình mới đăng lên. Chứ mình không tuân theo kiểu lấy con số. Đến hiện nay thì đâu là video mà Trang thích nhất? Có hai video mà mình muốn nhất là video sinh nhật anh, video về Việt Nam. Hôm sinh nhật mình thì lần thứ nhất mình gặp gỡ một bạn người Hàn lại còn được một chị Việt Nam tặng kèm vé đi xem concert. Video về Việt Nam là sau 3 năm mình mới về lại Việt Nam nên được đi ăn, đi dạo cực kỳ vui. Sự nổi tiếng trên YouTuber anh Instagram đã mang lại cho Trang những gì? Nó có làm bạn chuyển đổi gì không? Vậy có phiền phức gì không? Từ trước đến giờ mình luôn luôn đăng những thứ tích cực lên để mỗi người luôn luôn cảm thấy vui mừng, anh về sau nhìn lại thì mình cũng thấy an toàn là kỷ niệm vui. Sau này, khi con số người theo dõi mình tăng lên thì thói quen đó vẫn được duy trì. Và một điều khiến cho mình vui đó là khi có người chăm sóc mình thì mình cũng tự niềm tin phải cách tân và phát triển bạn dạng thân, làm mới mình để mỗi người luôn luôn hứng thú anh tiếp tục theo dõi mình. Trang nghĩ điều gì của mình đã lôi kéo được người khác ấn nút subscribe? Gần đây mình có đọc một cuốn sách tên là The Power of Now, sức mạnh của hiện tại, mới thấy là có rất nhiều người không tìm được bình an ăn hạnh phúc trong cuộc sống đời thường hiện tại. Mình thấy mình màu đỏ may mắn là khi nào mình cũng sáng sủa, vui mừng, anh dễ tìm thấy nụ cười trong những thứ nhỏ bé nhỏ. Có lẽ khi xem video của mình, mỗi người được truyền thêm một chút năng lượng hạnh phúc. Chính vì vậy nên mỗi người mới thích video của mình.
Điều dễ nhận thấy trong số lốc của Trang là nguồn năng lượng của khách hàng rất tích cực. Trang làm gì để bạn dạng thân luôn luôn vui mừng giả mang được năng lượng đó đến mỗi người? Mình nghĩ mấu chốt của nụ cười đang sự thoải mái đó là sống ăn thao tác có kế hoạch. Mình luôn luôn viết ra rằng mình cần được làm gì anh ngừng nó. Lúc đó mình sẽ kiểm soát điều hành được mọi thứ anh không trở nên hắc lực, mệt mỏi hay rối lên. Mọi thứ trật tự sẽ khiến cho mình tận thưởng cuộc sống đời thường tốt hơn. Trang làm gì để giật lại niềm tin khi gặp gỡ chuyện bi thảm? Khi có chuyện bi thảm thì mình sẽ tìm giải quyết và xử lý nó. Nếu vấn đề đó nằm ngoài tầm giải quyết và xử lý của mình thì mình cứ bi thảm thôi, ở trong phòng một mình, suy nghĩ hoặc ra ngoài đi dạo rồi chờ cho tâm trạng tốt lên. Bạn hoàn toàn có thể xa re một chút về cuộc sống đời thường du chúng ta ở Đức. Du chúng ta sinh, mặc dù cho là du chúng ta ở nước nào thì mình cũng khá được thưởng thức, tìm hiểu bạn dạng thân anh phải tự phụ trách về cuộc sống đời thường của mình. Du chúng ta sinh ở Đức có rất nhiều điều thoải mái như là được không tính tiền chúng ta phí, thuê nhà hay đi lại bằng phương tiện công cộng cũng khá được giảm giá. Một điểm cộng nữa là khi đi du chúng ta, mình phải chúng ta thêm tiếng Đức cần phải biết được hai ngoại ngữ là tiếng Anh tiếng Đức thì cũng là lợi thế lớn. Nhìn chung, Đức là một nước nhà đáng để suy nghĩ nếu bạn muốn đi du chúng ta. Cái được anh cái mất của một du chúng ta sinh là gì? Mình chưa nghĩ ra được là đi du chúng ta thì mất gì. Mình hơi tiếc một chút là chưa được thưởng thức đời sống sinh viên ở Việt Nam. Như là chúng ta đi chúng ta quân sự rất vui thì mình bền vững sẽ không còn được trải qua. Với cả, hàng quán ở Việt Nam không ít mình hoàn toàn có thể đi dạo, lê la thoải mái. Ở Đức, ra ngoài thì chỉ có ăn nhà hàng quán ăn thôi mà sinh viên nghèo không tồn tại tiền nên bên đó cũng trở nên hạn chế khoảng chơi bời. Ai là người truyền cảm xúc cho chính mình trong cuộc sống đời thường? Mẹ đó là người truyền cảm xúc, động lực cho chính bản thân mình trong cuộc sống đời thường. Bất cứ vấn đề gì mẹ cũng có một ánh nhìn đa chiều anh mê hoặc hơn, thâm thúy hơn nên mình thường hỏi chủ kiến mẹ mỗi một khi quốc bận rộn hay băn khoăn. Một tật xấu của Trang mà không một ai biết. Mình rất mau nước mắt, buồn mình cũng khóc, áp lực mình cũng khóc, vui mình cũng khóc. Tật xấu này khá là phiền nhưng mình chưa chắc chắn nào để kiểm soát điều hành bạn dạng thân tốt hơn nên đành kệ nó vậy. Điều điên rồ nhất bạn từng làm là gì? Hôm đó mình bi thảm quá anh chưa chắc chắn làm sao để hết bi thảm nên từ Đức, mình đã bắt xe đi Ý rồi lang thang ở Milan một ngày. Nó không hẳn là điên rồ nhưng việc ngẫu hứng như vậy cũng khiến cho tâm trạng mình tốt hơn anh tiếp đến đã quên mất mình bi thảm vì việc gì. Gần đây, nhiều bạn mất hứng thú vì cho rằng YouTube chỉ toàn nội dung nhảm nhí, câu lượt thích rẻ tiền, Trang nghĩ sao về những trường hợp này? Bạn đã khi nào muốn chiêu trò nào đấy để có rất nhiều gì, nhiều sớt ri me hơn chưa? Mình nghĩ là nào thì cũng có thể có những nội dung không lành mạnh để câu lượt thích. Nhưng mà, người xem thì cũng có thể có sự sáng suốt ăn chúng ta sẽ tăng lọc nội dung. Còn chuyện chiêu trò thì bền vững là không rồi. Mình nghĩ nội dung hiện tại của mình đang đi đúng hướng anh vẫn có đối tượng người sử dụng người xem riêng nên không việc gì mình phải nỗ lực bắt chước hay làm màu gì cả. Trang có khuyến nghị gì dành cho những bạn muốn làm YouTuber? Mình nghĩ chúng ta hãy kiên định ở lúc bắt đầu. Ban đầu khi mình làm vlog thì cũng chỉ có cha mẹ mình xem thôi. Cả nhà cứ làm khoảng 4-5 video cho nó đầy đặn cái kênh một chút rồi ra gì nói anh đâu những diễn dàng để mỗi người biết đến. Nếu nội dung bạn chất lượng, đầu tư thì bền vững từ từ kênh sẽ cách tân và phát triển thôi.